Chào các bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn hệ thống ERP quản trị toàn diện phòng khám nha khoa. Thế thì hệ thống này đầu tiên nó sẽ quản lý tốt nhất phòng khám hiện có, tối ưu hóa chi phí, tối đa doanh thu, tính lương thưởng, báo cáo tức thời, phân tích dự báo. Thứ hai là nối với bộ phận sản xuất. Thứ ba là hỗ trợ khi mà nhân bản chuỗi gọi vốn IPO. Và chúng tôi dựa trên nền tảng của Bỉ ODU được dùng rãi rất là rộng rãi trên thế giới hơn 150 quốc gia và rất dễ sử dụng. Các công cụ của nó đầu tiên là các công cụ hỗ trợ liên lịch cá nhân nhóm thảo luận quản lý danh bạ, bộ công cụ marketing bao gồm marketing email, marketing sự kiện, khảo sát diễn đàn, quản lý đo lường kênh marketing, website và chăm sóc khách hàng helpdesk, quản lý dự án làm việc theo dự án theo nhóm và chăm sóc khách hàng CM, nghiệp vụ quản lý chuỗi nha khoa bao gồm là mua hàng, bán hàng, kho, chấm công, tính lương, hóa đơn, công nợ và cũng ứng dụng đóng gói, quản lý nha khoa. Và đây có một cái bộ công cụ là multi company, là đa công ty, tức là có thể áp dụng hình thức gọi là franchise. Đấy, mỗi phòng khám xưởng như một công ty và mua bán với nhau được. Và chúng ta có thể triển khai luôn cả phần website bán hàng tích hợp affiliate. Và giai đoạn 2 chúng ta quản lý phần sản xuất. Giai đoạn 3 chúng ta cài hệ thống phân tích và dự báo và quản trị hoạt động kế toán tài chính. Giai đoạn 4 chúng ta phát triển mobile khách hàng thân thiết. Đây là giao diện trang web trang chủ, và trên trang chủ cũng có phần đặt lịch hẹn và có cả phần bán hàng trực tuyến nếu mà bạn muốn bán lên trên các đưa sản phẩm lên. Khi đăng nhập vào thì sẽ là vì đây là mô hình đa công ty, chúng ta sẽ chọn công ty mà chúng ta cần phải quản trị hoặc làm việc. Và đây là những cái công cụ quản trị của nó. Đây là mô đun quản lý nha khoa. Đấy, module quản lý bán hàng. Đấy, khi mà chúng ta cần xuất hàng thì nó sẽ kiểm tra khả dụng xem có còn hàng tồn hay không. Đấy, và kiểm tra tính khả dụng, quản lý kho và quản lý vật tư thu hồi. Đấy, và trả hàng thu hồi. Đấy, quản lý lịch hẹn và lên lịch công việc. Lên lịch công việc. Đấy, cũng lên lịch công việc, ở đây ta có thể kẹp cái file vào đây. Đấy, và phiếu xưởng, người ta có thể nhấp một chỗ để tạo phiếu xưởng. Và khi tạo phiếu xưởng, ta sẽ chọn cái xưởng nào sản xuất. Đây là xưởng sản xuất, các lệnh sản xuất. Đấy. Và khi sản xuất xong, ta tạo đơn hàng để bán cho các nha khoa. Đấy, và ta phải ghi nhận thanh toán công nợ. Đấy. Và ta có thể tạo hóa đơn. Và ghi nhận thanh toán. Ta có thể tạo đơn thuốc và xác nhận nếu mà ta bán và thu tiền. Ở đây là để ta nhắc công nợ thu tiền. Ở đây có một số công cụ hỗ trợ thảo luận để chat nội bộ, chat nhóm, và lịch làm việc để giao lịch, về lịch có bản thân và giao cho nhóm. CM là chăm sóc khách hàng. Công cụ liên hệ là quản lý danh bạ. Công cụ dự án để làm việc dự án, theo nhóm. Công cụ email marketing để giờ gửi theo chiến dịch. Công cụ SMS và Zalo có thể cài vào để chăm sóc khách hàng. Công cụ sự kiện để làm sự kiện online và offline. Ở đây chúng ta có thể triển khai mobile app khách hàng thân thiết ở giai đoạn sau. Tức là mỗi một khách hàng mà dùng dịch vụ, ta có thể thử điểm và họ đến tất cả các điểm của chúng ta để dùng dịch vụ và có một chương trình khuyến mại. Đây là một số khách hàng của chúng tôi. ADT và Viện Đào tạo Bách Khoa là một hệ sinh thái chuyển đổi số đào tạo, tư vấn và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp. Các bạn có thể liên hệ một trong những địa chỉ sau. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống thực tế nó sẽ chạy như thế nào. Ở mặt tiền chúng ta có thể thiết kế một trang web đẹp để đưa đầy đủ tất cả các thông tin lên. Thế và chúng ta có thể đưa sản phẩm lên để bán online luôn. Đấy. Thế khi đăng nhập hệ thống thì nó sẽ như thế này. Đây là cái tool để thảo luận.
chat nhóm nội bộ, lịch làm việc, công cụ nha khoa để quản trị cả toàn bộ cái chuỗi quy trình chăm sóc. Đấy, như vậy là chăm sóc từ lúc vào khai hành chính vân vân đến lúc bắt đầu làm thủ thuật đấy, và đến xưởng và hóa đơn đấy, thì được gọi là tool nha khoa. CM để chăm sóc khách hàng, tool bán hàng, đào tạo trực tuyến, báo cáo, mua hàng, hỗ trợ kho. Kho là cũng quản lý luôn cả những cái định mức vật tư luôn. Đấy, bộ phận sản xuất để quản lý các cái lệnh sản xuất, kế toán. Đấy, kế toán là nội bộ có rất nhiều loại báo cáo có thể customize được. Tính lương, quản lý nhân viên nội bộ, có thể chia vào các phòng ban chi nhánh. Đấy, quản lý cần nghỉ phép. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn có thể liên hệ hoặc là điền form ở dưới đây.